Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có 4 cái chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG. Đó, đều là màu trắng hết luôn các bạn nha. Đó, bởi vì là các bạn biết rồi, đây là cái dòng xe mà cuối bảng của mẫu xe Mercedes-Benz E-Class. Đó, và đặc biệt bạn, đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz mà E300 bạn thì showroom bên Duy cái màu trắng là cái màu mà được khách hàng coi như là lựa chọn nhiều nhất. Đó, cho nên là các bạn thấy ở đây có 4 chiếc xe, nhưng mà thật ra là những cái chiếc xe này các bạn là bên Duy có khách hàng hết rồi. Đó, và bên đây thì có một chiếc xe là bên Duy chuẩn bị giao, cho nên là các bạn thấy sẽ có biển số. Đó, thì với cái chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG này thì Duy đã quay cũng như là đã review cho các bạn xem cũng rất là nhiều lần rồi. Đó, thì ngày hôm nay Duy sẽ muốn giới thiệu lại cho các bạn ha. Những bạn nào chưa xem cái clip về chiếc xe E300 thì Duy sẽ mời các bạn xem lại một vòng, cũng như là xem lại cái phần review. Duy sẽ để cái link ở trên này ha. Đó, và đặc biệt các bạn là chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG lần này mà Duy muốn nói đến đó các bạn, đó là chiếc xe phiên bản 2022. Thì với cái phiên bản 2022 này nó có khác gì so với cái phiên bản 2021 thì một lát nữa Duy sẽ mời các bạn xem các bạn nha. Ok, trước khi mà đi xem cái sự khác nhau các bạn, Duy sẽ cho các bạn xem lại một vòng bên ngoài cũng như là nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG này. Ok, về phần mà thiết kế bên ngoài thì các bạn thấy không, Mercedes-Benz E300 AMG nó sẽ mang một cái phong cách thể thao trẻ trung và cực kỳ cá tính luôn. Đó, những cái chi tiết thể thao của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG này nó thể hiện rất là rõ nét qua những cái thiết kế. Chẳng hạn như là các bạn sẽ thấy đây là lưới tản nhiệt đặc trưng của những cái mẫu xe AMG. Đó, các bạn thấy là có những cái họa tiết là viên kim cương nè. À, logo là to bản ở giữa ha. Cũng như là ở cái phần cản dưới các bạn sẽ thấy được thiết kế rất là góc cạnh cũng như là khí đồng học. À, tiếp theo nữa là khi mà các bạn đi sang bên hông một chút xíu các bạn nha, thì các bạn sẽ thấy là cái bộ mâm xe của chúng ta vẫn là cái bộ mâm xe của AMG với cái thiết kế rất là tối giản nhưng mà cực kỳ cuốn hút. Đó, các bạn thấy nè, bộ mâm của chúng ta là mâm đa nang với những cái nang rất là nhỏ ha, mặt nhôm ở bên ngoài để lộ cũng như là màu sơn xám ở bên trong. Thực ra thì nếu mà cái bộ mâm xe này Duy nghĩ là ở trong được sơn phủ màu đen ha, ở ngoài mà mặt nhôm bóng thì nó còn nổi bật hơn rất là nhiều ở cái phần mà nước sơn xe màu trắng cũng như là cái phần mâm xe ha. Bộ phanh của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ to luôn. Nó sẽ to hơn những cái dòng xe khác các bạn nha. Thì đồng nghĩa với việc là cái hiệu suất phanh của chiếc xe E300 AMG này nó sẽ cao hơn. À, quay lại một chút xíu nữa các bạn, thì đây là cái phần đèn xe. Đèn xe của chiếc xe E300 AMG này thì E300 AMG được trang bị cái đèn pha thông minh của Mercedes-Benz. Các bạn thấy ở trong này nó có chữ là multi beam LED nè, là bên trong này nó có 84 bóng LED ha, với 84 chip điều khiển khác nhau. Có nghĩa là chiếc xe của chúng ta nó có thể là chiếu sáng bật tắt những cái bóng LED đó theo cái nhu cầu mà chiếc xe đã lập trình sẵn. Có nghĩa là chiếc xe của chúng ta muốn chiếu vào cái khu vực nào thì cái đèn xe này nó sẽ chiếu vào đúng cái khu vực đó. Nó sẽ khác nhiều so với lại cái đèn pha thông minh trước đây của những chiếc xe Mercedes-Benz này, nó sử dụng cái motor. Thì các bạn biết motor thì nó chỉ qua liếc lại hoặc là liếc lên liếc xuống thôi. Nhưng đối với cái đèn pha multi-beam LED này thì nó làm được rất là nhiều những tính năng. Đó, khi mà các bạn trải nghiệm cái đèn pha multi-beam LED này trên những cái cung đường mà thường là đi tỉnh nè, những cái cung đường đèo hoặc là đường cua hoặc là đường cao tốc, thì các bạn sẽ thấy là cái đèn multi-beam LED này nó phát huy cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, thì đối với cái đèn pha multi-beam LED này nó chỉ có trên chiếc xe E300 AMG thôi. E200 Exclusive cũng như là E180 vẫn chưa được trang bị cái đèn pha multi-beam LED này. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nha. Về phần bên hông thì các bạn sẽ thấy ha, ở bên này nó có những cái tay nắm cửa bọc chrome. Đó, thì đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta được trang bị cái Keyless Go. Keyless Go là cái tính năng mà lóc cửa thông minh đó các bạn. Đó, chúng ta chỉ việc là chạm vào đây nó sẽ lóc cửa ha, cũng như là chạm vào đây nó sẽ mở cửa. Đó, ngoài ra thì có một cái tính năng rất là hay các bạn, khi mà chúng ta đậu xe ở ngoài trời nắng có thể là nhiệt độ bên trong nó rất là nóng. Đó, chúng ta muốn cho cái hơi nóng nó thoát bớt ra ngoài trước khi mà chúng ta đi vào trong xe, nổ máy thì nó sẽ thoải mái hơn bằng cách là chúng ta giữ cái này trong vòng 3 giây, sau đó chúng ta giật mạnh tay nắm cửa thì những cái kính xe các bạn nó sẽ hạ xuống hết luôn. Đó, thì không khí
nóng ở bên trong nó sẽ được tản ra bên ngoài, lúc đó chúng ta vào xe chúng ta sẽ nổ máy, ok ha. Đó, còn nếu mà khi mà các bạn mà đi ra bên ngoài xe rồi mà các bạn thấy là một cái cửa kính nào bên kia hoặc là cửa phía sau chưa được đóng lên thì chúng ta chỉ việc là chạm vào cái tay nắm cửa thôi. Thì những cái cửa nào mà chưa được đóng lên các bạn thì nó sẽ đóng lên, còn những cái cửa nào đã đóng rồi thì thôi ha. Ok, đá cốp cũng là một cái chi tiết mà có trên chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG này. Đó các bạn thấy không, thao tác của chúng ta rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Ở đây có chữ là E300 và logo AMG nó nằm ở khu vực này. Thì thật ra nãy giờ các bạn là Di chia sẻ cho các bạn là những cái option đó, những cái tính năng đó cũng như cái thiết kế, thì cái phiên bản 2021 và phiên bản 2022 nó sẽ y như nhau ha, không có khác gì hết luôn. Mua xe của chúng ta là mua xe bằng kính màu đen, đó đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta được trang bị cửa sổ trời toàn phần, toàn cảnh ha, panoramic sunroof đó. Và bây giờ các bạn, Di sẽ cho các bạn xem cái phần nâng cấp của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG 2022 này nó sẽ khác với chiếc xe 2021 là như thế nào. Chiếc này là 2021 nè các bạn. Về ngoại thất thì chúng ta sẽ thấy không có gì khác các bạn nha. Đó, đây là chiếc xe 2022. Đây các bạn sẽ thấy nè, một cái điểm khác biệt nè. Các bạn thấy trên gương chiếu hậu của chúng ta nó sẽ có một cái đèn hình tam giác ha. Thì chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG này được trang bị cái tính năng là cảnh báo điểm mù. Di sẽ nổ máy lên cho các bạn xem tính năng cảnh báo điểm mù đó là như thế nào các bạn. Chẳng hạn các bạn ở phía sau chúng ta có một cái chiếc xe đang lưu thông ở khu vực này đó, thì chiếc xe của chúng ta nó sẽ nhận biết được và nó sẽ báo ở trên gương chiếu hậu đó, bên tay trái của chúng ta. Còn nếu mà xe bên tay phải thì nó ngược lại, nó cũng sẽ báo trên cái gương chiếu hậu bên tay phải, bởi vì là phía cản xe ở phía sau cái khu vực này các bạn, cái khu vực này ha, là nó sẽ được trang bị một cái cảm biến gọi là cảm biến siêu âm ha. Nó sẽ phát hiện ra được, nó nằm ở trong cái cản sau nè, hai bên đều có hai cái hết ha. Đó là cái tính năng cảnh báo điểm mù đó. Và một cái tính năng thứ hai nữa trên cái chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG 2022 này, đó chính là cái chế độ là hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Đó, các bạn sẽ thấy là trên kính chắn gió của chúng ta nó sẽ có một cái máy chiếu ở khu vực này. Thì với cái tính năng mà hiển thị thông tin trên kính chắn gió này các bạn, thì nó cũng không phải là quá xa lạ nữa. Đó, nó sẽ có ở trên cái chiếc xe S-Class S450 Luxury ha. Đây. Đó, khi mà chúng ta ngồi vào cái vị trí ghế lái các bạn, thì với cái tính năng mà hiển thị thông tin cán gió thì nó sẽ giúp cho chúng ta không cần phải là nhìn vào cái màn hình táp lô để tránh cái sự sao nhãng khi mà chúng ta lái xe đó. Thì trên cái hệ thống hiển thị thông tin cán gió này nó sẽ báo là tốc độ nè, đó cũng như là nếu mà chúng ta cài đặt những cái tính năng như là giới hạn tốc độ cũng như là ga tự động, nó cũng sẽ thể hiện ở trên cái màn hình này luôn. Cũng như là khi mà chúng ta chỉ đường đó, sử dụng cái tính năng chỉ đường quẹo trái quẹo phải, thì nó cũng sẽ thể hiện trên cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió này ha. Đây là một cái tính năng an toàn luôn các bạn, cũng như là tính năng tiện nghi ha. Bây giờ chúng ta sẽ không có một cái nút bấm nào mà để tắt mở cái tính năng này hết đó. Nếu mà chúng ta muốn tắt mở, chúng ta vào nút home này các bạn, đó chúng ta sẽ thấy là cái hệ thống hỗ trợ nè. Trên phần hệ thống hỗ trợ chúng ta sẽ có cái chữ heads up display. Di sẽ di chuyển lên, sau đó chọn cái phần cài đặt nè. Thì lúc đó Di sẽ không nhìn vào cái màn hình của xe nữa, mà Di sẽ nhìn lên trên kính, bởi vì là cái cài đặt mình sẽ cài đặt trên cái màn hình của kính chắn gió luôn ha. Chúng ta có thể là cài đặt những cái thông số, chẳng hạn như là km/h nè, độ sáng nè, độ cao độ thấp của cái màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió nè, đó để phù hợp với lại thể trạng của mỗi người khác nhau các bạn nha. Ok, đó thì Duy nghĩ là lần này Mercedes-Benz trang bị cái hai cái tính năng này trên chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG thì rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đó, và trước đây các bạn có rất là nhiều những anh chị khách hàng quan tâm tới cái tính năng cảnh báo điểm mù cũng như là hiển thị thông tin trên kính chắn gió, thì giờ đây cái chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG này đã được Mercedes-Benz Việt Nam trang bị. Mercedes-Benz E300 AMG 2022 này với giá bán là 3.129.000.000, có nghĩa là nó sẽ cao hơn 179 triệu so với phiên bản 2021 đó, cho hai cái trang bị là
hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió cũng như là hệ thống cảnh báo điểm mù. Thì với 179 triệu cho hai cái tính năng này thì các anh chị và các bạn thấy là có hợp lý hay không? Đó thì các anh chị các bạn có thể là comment cho Di biết. Ok, và bây giờ Di xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những mẫu xe của Mercedes-Benz, các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.